Em chào Linh tí nha. Chú muốn nói anh em ạ, nghe hay quá, mời anh em uống nước. Ok. Hello, xin chào anh em. Ok. Hôm nay thì là cho phép Linh là bỏ qua cái mục chào hỏi lúc đầu nhá. Để Linh có thể đi vào nội dung chính luôn, bởi vì thời tiết đang thay đổi và giọng của Linh hôm nay thì không nói được to. Cho nên là sẽ đành phải tiết chế lại vậy. Linh đã nhìn thấy tất cả anh em và những bình luận của anh em rồi. Rất nhiều bình luận giờ khóc giờ cười luôn. Vâng, hello, xin chào anh em. Chào anh Hứa Phục. Úi dồi, cô Bình Hòa, cô bảo cháu là thần tài chìm của cô ấy. Cháu nó ở mầm này mà cô bảo cháu chìm á. Cháu là vị thần của sự giàu có. Khi mà cháu đi đến đâu, sự giàu có gia tăng đến đó cô ạ. Cho nên đấy là cô quyết định cùng với cháu kiểu gì cô cũng giàu. Chào anh em, anh Thanh Bùi này. Vâng, Linh sẽ đọc một số bình luận của anh em ở trên Facebook nha. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính thì Linh sẽ đọc một số cái bình luận của anh em. Vâng, hello anh em. Chú Bùi Tiến bảo là cháu có thể đăng ký với công ty UST cho chú xin thầu cái mảng chế tạo sản xuất nhà máy điện gió và nhà máy điện năng lượng mặt trời được không? Vì chú không thấy tập đoàn nói đến vấn đề này. Vâng, thưa chú có biết là ngài Zuniki ấy, ông ấy đã chuẩn bị sẵn cái nguồn năng lượng rồi không? Nếu như ông ấy không chuẩn bị sẵn thì làm sao ông ấy có thể vững tin mà ông ấy thương mại những con đường UST ở trên khắp quy mô toàn cầu mà chưa nghĩ đến cái vấn đề năng lượng. Theo chú thì thế nào? Theo chú thì là xây những cái tuyến đường mà sử dụng năng lượng điện mà còn chưa nghĩ đến cái vấn đề là điện lấy từ đâu thì xây làm sao? Chú đã nghe cái những cái nội dung liên quan đến những cái công nghệ của ngài chủ tịch chưa mà ngài trả lời vào năm 20 đấy.
cái nguồn năng lượng điện mà ngài tạo ra ấy, nó không chỉ là dư, nó không chỉ đủ cho cái việc là những tuyến đường UST của chúng ta vận hành, mà nó còn dư thừa và có thể đem đi bán được. Nó dư thừa và nó đem đi bán được luôn rồi chú ạ. Còn cái điện mặt trời nhá, thì ở bên Trung Đông ấy, Dubai, người ta đã có một cái sa mạc rất là rộng lớn, và người ta có những tấm pin mặt trời từ lâu lắm rồi. Không phải lâu lắm, nhưng mà người ta nguồn năng lượng điện nói chung là ok lắm, người ta đã dự trữ từ rất lâu rồi. À, em có phát trên Facebook chị Hà, em đang đọc trên Facebook đây. Chú Bùi Tiến nhé, chú làm nào để nắm nhiều cổ phần thôi, chứ còn những cái đấy thì ngài Anatoly Zhukin là ông ấy chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Chào anh em. Vâng, em sắp đi UAE rồi ạ. Chào anh em và các cô chú đang theo dõi livestream của Linh. Chị Tuyết Nhung hỏi là Linh ơi, có người hỏi cuối năm 2023, à tức năm tới là chị, là qua Tết đúng không? À, chắc là nhận được cổ tức, có chắc là nhận được cổ tức không? Em nói cho chị mừng nhé. À, thế thì chị như này này, cái việc nhận cổ tức không phụ thuộc vào em. Mà nó phụ thuộc vào tập đoàn, chứ nó không phụ thuộc vào em. Em hiện tại là chưa có những thông tin liên quan đến những thông tin cụ thể liên quan đến cổ tức. Nhưng dự kiến là năm 23 thì chúng ta sẽ có nhiều khả năng hơn về vấn đề cổ tức. Và cổ tức khi mà chúng ta nhận thì chúng ta sẽ nhận cả đời. Hello, chào anh em. Chú Bùi Tiến mà là thế thì chú lại thất nghiệp rồi. Thế trước đây chú sống dựa vào phân phối điện gió và điện mặt trời à? Hello anh em và cô chú. Chào anh em. Ok, bây giờ thì Linh sẽ đi vào cái nội dung chính luôn nhé. Hay lắm anh em ạ. Anh Trương Thiêm anh bảo là em chỉ là người gọi vốn thôi chứ làm gì đâu. Theo anh thì gọi vốn nó quan trọng không? Theo anh thì gọi vốn quan trọng không? Một công ty mà khởi nghiệp từ con số 0, nếu không có những người cùng gọi vốn thì liệu có vốn để phát triển không? Vốn là cái điều sống còn của một doanh nghiệp. Cho nên anh đừng coi thường những người gọi vốn nhé. Tập đoàn có phát triển được hay không là phụ thuộc vào những người gọi vốn ấy. Ý anh là chú kia đừng nghĩ vào công ty này kia. Vâng, em hiểu ý anh mà. Thế nên là em nói khá nhẹ nhàng đúng không? Thế nên em còn nói nhẹ nhàng đấy. À, chị Huyền, chị bảo là chị cũng chưa nghĩ là bao giờ có cổ tức. Cái quan trọng là có, đúng, chính xác. Chính xác luôn chị ạ. Quan trọng là có. Chào cô Thanh nha. Ở đâu ấy nhỉ? Đây, chia sẻ cho anh em ở trên YouTube rồi. Mà quên mất chưa mở cho anh em ở trên Facebook. Đây. Thì tại sao mà Linh chỉ nói câu chuyện để cho những người anh em của chúng ta hiểu thôi. Đó. Thì thực tế là phải nghe thì chúng ta mới hiểu được. Thông tin của chúng ta nhé. Thông tin này thì là anh em chắc chắn là đã thấy mọi người đăng từ ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua là thứ hai thì Linh không live stream, cho nên là Linh đã không thể phân tích thông tin ngay cho anh em được. Đến hôm nay là ngày thứ ba thì Linh sẽ phân tích kỹ cái thông tin này. Bởi vì thông tin chúng ta đọc nhưng mà thực tế là chúng ta chưa hiểu được. Nhiều người chưa hiểu được cái tầm vóc và cái ý nghĩa của thông tin. Thì Linh sẽ giải thích cho anh em nhé. UST ký hợp tác với Viện Quản lý và Kinh doanh. Thì đây,
Anh em biết là đoàn Việt Nam là gần 60 người là đã đến văn phòng và chụp ảnh ở đây cùng cô La Đề Gia. Cô La Đề Gia là vợ của ngài chủ tịch đúng không? Đấy. Thế thì đây nhá. Phái đoàn của Học viện Quản lý và Kinh doanh Tư nhân, viết tắt là PIMB, đã đến thăm Yuki Chin Technology. Trong chuyến thăm thì giám đốc điều hành của UST là cô Ladeza Koraseva, cô Sareva đúng không? Và hiệu trưởng của PIMB là Nikolai Sinyak thì đã ký một thỏa thuận. Cái phái đoàn này đặc biệt là có ngài Akaterina là phó hiệu trưởng thứ nhất của viện, ngài Kotko là trưởng khoa đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, ngài Zenadi là chuyên viên phòng nghiên cứu và quản lý chất lượng, Wang Xiao là đại diện của viện, và công ty Trung Quốc là Hope Education Group. Đấy, ôi rồi công ty Trung Quốc, công ty Trung Quốc lại xin hợp tác để đào tạo thế này thì thôi đó. Vì mình có đăng ký bản quyền rồi mà. Nên là ông Trung Quốc là muốn đạo nhái thì cũng khó anh em ạ. Đây anh em nhé. Khách mời thì đã làm quen với văn phòng chính và các hoạt động của phòng thiết kế. Tại cuộc gặp với cô La Đề Gia thì các bên cũng đã thống nhất về hoạt động chung trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và thương mại. Đó. Đoàn thì rất là ấn tượng bởi quy mô sản xuất của nhà máy SVK và lắp đặt đầu máy toa xe. Đây là cái khu nhà máy mà Linh và gần 60 cổ đông đã tới và thăm bên trong này. Đấy. Những người tham gia chuyến tham quan thì làm quen với công viên thiết bị hiện đại, làm quen với công viên những cái thiết bị hiện đại của các bộ phận của tổ hợp cơ sở hạ tầng giao thông UST. Đấy, đây là anh em này, đây là người ta đến để người ta đi thử con tàu ấy này. Đấy, lãnh đạo công ty của chúng ta này. Tại Ecotino Park thì tức là trung tâm trình diễn của UST ở ở ở ở Belarus đấy. Đại diện của viện đã đến thăm bảo tàng giao thông vận tải. Bảo tàng mà nơi mà cũng lưu danh những nhà đầu tư của chúng ta đấy. Nhà ga và hành khách, phòng điều khiển, tìm hiểu về những cái tính năng của đầu máy toa xe và cầu vượt đường ray. Các vị khách đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn U-Port, U-Car 6 chỗ và xe U-Bit 14 chỗ. Cuộc họp thì kết thúc với một cuộc thảo luận về các lĩnh vực hợp tác. Trong số đó là các bài giảng về công nghệ UST dành cho sinh viên của trường PIMB và các cuộc thi, các công trình đủ điều kiện do UST thực hiện, các dự án khoa học kỹ thuật và sáng tạo định hướng kinh tế tham gia chung vào các hội nghị và các sự kiện khoa học khác với việc xuất bản các bài báo cáo khoa học sau đó. Thế thì ok, đây là cái thông tin mà Linh đã trình bày cho anh em rồi đúng không? Tức là phía công ty chúng ta thì hợp tác với những ký những cái bản hợp tác với lại những trường đại học ấy. Đấy, để đào tạo nhân lực ấy. Các đại loại là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ phân tích kỹ thông tin nha. Chào anh em. À, xả cô Bình Hòa. Cô Bình Hòa bảo là vì mảng này là mảng chìm của cô. Nhưng nhờ thông tin và năng lực từ cháu, cô đã sở hữu một lượng cổ phần trong khả năng của mình. Chúc mừng cô nha. Ok, xin chào anh em. Thế thì Linh sẽ đi vào cái nội dung thông tin chính trong buổi ngày hôm nay là như thế nào? UST của chúng ta nghiêm túc là một cái ngành khoa học đẳng cấp quốc tế. Tại sao chúng ta lại đem những cái việc là đem ngành công nghệ của chúng ta vào
bên trong trường đại học để chúng ta giảng dạy ấy. Để. Thế thì anh em biết là như này này. Ngày xưa khi mà đường sắt mới ra đời thì người ta có phải đem vào trường học để giảng dạy không? Có đúng không? Và anh em biết là chúng ta có trường giao thông đại học giao thông vận tải đúng không? Đấy, để dạy cho sinh viên về cách tạo ra đường sắt, cách vận hành đường, rồi là nhiều những cái liên quan đúng không? Rồi là ngành công nghiệp sản xuất ô tô chúng ta có đào tạo không? Có đúng không? Đấy. Thế thì anh em thấy là những cái đó nhá. Lúc ban đầu ấy, anh em biết là cái thời kỳ mà đồ rồng đồ đá rồi là đến cái thời kỳ có xe ngựa đúng không? Thì khi đấy là chưa có tàu hỏa, chưa có đường sắt, những cái đó rất là mới. Và dần dần nó ra đời, thì người ta đem những cái thành tựu người ta cho vào những trường học để trường học đào tạo những cái những cái công nghệ đó, những cái mới đó cho sinh viên để tạo ra những cái đội ngũ kế cận về sau để tiếp tục là phát triển những cái đường hướng mới đúng không? Đó, đây là nói riêng về đường sắt nhá. Hay là nói về máy tính chẳng hạn, công nghệ máy tính đúng không? Cái lúc mà chưa có máy tính, cái lúc mà chưa có sóng internet, cái lúc mà chưa có internet đó thì là sao ạ? Người ta sản xuất ra máy tính rồi là Word, Excel, ok, rất là nhiều thứ. Thế thì người ta cho rằng đấy là một cái mà nó rất là hão huyền, rồi là ABC chỉ dép tất cả đủ các thể loại. Nhưng bây giờ chúng ta có ai mà không phải học máy tính không anh em? Không có ai mà có bạn học sinh nào mà không 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 học cái sử dụng máy tính, rồi là Word, Excel, văn bản, gói chữ, rồi là người ta sâu hơn, người ta học thiết kế, lập trình, tất cả mọi thứ đúng không? Đấy. Thế thì trước khi mà có những cái đấy thì người ta nói sao ạ? Người ta nói là tào lao mày. Đúng không? Người ta nói là tào lao à. Đó, người ta cho rằng những cái mới là những cái tào lao. Thì trước khi mà máy bay ra đời ấy. Trước khi máy bay ra đời ấy, thì chúng ta có ngành đào tạo phi công không? Không. Thì trước khi mà cái máy bay nó bay được trên trời ấy, thì người ta có bảo anh em nhà Wright là tào lao không? Có. Đúng không? Trước khi radio, trước khi cái đài phát thanh á, trước khi sóng được 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 được, được nghiên cứu ra ấy, và truyền dẫn không dây ấy, người ta có bảo những nhà phát minh là tào lao không? Có. Người ta bảo họ tào lao. Và người ta thậm chí còn nhét vào nhà thương điên luôn. Đấy. Bao giờ thế? Vâng, anh Công, xin chào anh. Facebook dạo này bị chậm. Đây là có cái chị ở trên YouTube. Chị cũng hỏi là hôm nay không phát ở trên Facebook à? Facebook Linh phát ở trên kênh Gia Linh Nguyễn. Anh em phải đăng ký và theo dõi kênh Gia Linh Nguyễn thì mới nhận được thông báo. Có Linh không phát ở trên kênh Maroyal đâu. Maroyal là trang cá nhân của Linh. Linh phát ở trên Gia Linh Nguyễn. Em cứ lên thôi, em cứ lên. Nhưng mà chưa nhìn thấy cái livestream đâu ấy thì anh em tải lại, nhấn tải lại là sẽ tìm tìm ra được. Hôm nay là chia sẻ về công nghệ của chúng ta, anh Công. Thế thì anh em biết là cái việc mà chúng ta giảng dạy trên trong những cái trường đại học ấy là chúng ta đã bắt đầu sản xuất ở cái quy mô lớn là cái thứ nhất này. Cái tiếp nữa là chúng ta sẽ tạo ra những cái đội ngũ kế cận này. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái ngành lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nó là cả một cái mảng giao thông rất là lớn. Đó là giao thông cấp độ 2. Đúng không? Từ trước đến giờ chúng ta biết là giao thông cấp độ 1 đi trên mặt đường, bay thẳng trên cao. Đúng không? Đấy. Giao thông cấp độ 1 đi trên mặt đường, đi trên mặt biển. Còn thẳng trên cao thì đấy là trên không rồi. Còn cái cấp độ 2 ấy, là cách cách mặt đất là 15 cho đến 30 mét đấy. Thì là ngành của chúng ta. Và ngài Junichi thì ông nói là chúng ta đang xây dựng một cái ngành
mà nó có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đó. Nó không chỉ là giao thông. Không chỉ là giao thông đâu. Nó có liên quan đến dân sinh. Chúng ta có những ngôi nhà và chúng ta có những công nghệ liên quan đến thành phố tuyến tính. Nên nó liên quan đến cả dân sinh, nó sẽ tái định hình cái cơ cấu xã hội. Rất là lớn luôn. Hello anh em. Đó. Trước khi hay là chúng ta bắt đầu cái lúc sản xuất ô tô đúng không? Trước khi sản xuất ô tô thì những người đi xe ngựa người ta bảo những cái nghiên cứu liên quan đến ô tô là tào lao. Thì công nghệ của chúng ta cũng thế, công nghệ của chúng ta này là đặt cái nền móng cho sự phát triển của cả một cái ngành lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vâng, hello chị ta Sa Lê Thúy. Đấy. Thế thì khi mà anh em nhìn thấy cái nhìn nhận cái thông tin này nhé, thì anh em thấy được rằng là UST của chúng ta ký kết với những cái trường đại học, với những cái viện nghiên cứu khoa học, thì chúng ta thấy được rằng cái công nghệ của chúng ta ấy, nó là một cái ngành khoa học vô cùng nghiêm túc. Vâng, thưa anh em, nhiều anh em thì đến bây giờ vẫn nghi ngờ về cái việc là người nhà nói là mày bị lừa đảo, rồi là người này người kia nói là bị lừa, rồi là ôi dồi, báo đài thông tin các thứ đúng không, những cái truyền thông bẩn thì nó nói là ôi dồi ôi thì nó ôi dồi ôi thì kia đúng không. Đấy. Thì nhiều anh em là bị kiểu chưa vững tin vào lựa chọn của mình và cũng chưa dũng cảm để chia sẻ những cái liên quan đến công nghệ của mình, mặc dù là trong lòng mình có niềm tin, trong lòng mình có sự quyết tâm, tuy nhiên là mình chưa mạnh dạn và mình chưa có dám chia sẻ đấy. Thế thì Linh hỏi anh em nhé. Đấy, Linh đã nêu ra những cái ví dụ cho anh em về cái việc là trước khi máy tính nó ra đời thì như nào đúng không? Trước khi ô tô ra đời, trước khi máy bay ra đời thì mọi chuyện nó như thế nào đúng không? Đó, vâng đúng rồi, tâm phải vững như bàn thạch. Thế anh em mình dùng này này. Không có bất cứ một cái trường đại học nào nó dạy sinh viên đi lừa đảo. Đúng không? Không. Không bao giờ. Không có bất cứ một trường đại học nào dạy sinh viên đi lừa đảo. Thế thì khi mà anh em biết là công nghệ của chúng ta được giảng dạy trong các trường đại học, thì anh em đã thấu được về cái mức độ nghiêm túc của cái ngành công công nghệ của chúng ta chưa? Công nghệ đường giao thông 4.0. Đó. Thế nên là bớt phát ngôn bừa bãi lại. Anh em ạ. À, anh em bảo những cái người mà bảo UST lừa đảo ấy, bớt phát ngôn bừa bãi lại, dùng cái đầu để suy nghĩ. Không có bất cứ một cái trường đại học nào ấy mà nó dạy sinh viên đi lừa đảo cả. Belarus này, Nga này, Trung Đông này, đúng không? Trung Đông, cái nôi của trí tuệ đang bắt đầu nổi lên với những công nghệ siêu đỉnh. Đấy. Và những cái nơi mà tập trung những cái nguồn trí tuệ tuyệt vời để phát triển những cái mới đúng không? Đấy. Những giáo sư đầu ngành, chuyên viên về kinh tế, những lãnh đạo đẳng cấp quốc tế, những bộ não có sỏi, những tầm nhìn xa đến vài trăm năm cho sự phát triển. Và UST của chúng ta, công nghệ U-Sky Dashboard của chúng ta được đánh giá vô cùng cao. Đấy là một bên, đúng không? Và một bên nữa anh em cần phải lưu ý là như thế nào? Tập đoàn của chúng ta đi lên từ con số 0. Ngài Chủ tịch đi lên từ con số 0 và gọi vốn cộng đồng. Đúng rồi, chị Hoa Anh Đào tuyệt vời. Ta đi lên từ con số 0. Chúng ta gọi vốn cộng đồng. Vậy thì lừa đảo gì ở đây? Những cái đồng vốn mà cổ đông người ta góp vào để phục vụ
cho tập đoàn phát triển về công nghệ và đưa những con đường, những con tàu ra thế giới. Thế thì lừa đảo gì ở đây? Lừa đảo nó phải ôm tiền nó bỏ trốn chứ. Đúng không? Đa cấp gì ở đây? Thế nên là bớt nói tào lao lại và tập trung để xem mình có cơ hội để mà mình nắm giữ tài sản ở đây hay không mà thôi. Thế là chúng ta cần phải biết phân tích thông tin, chứ không phải là nghe thông tin. Nghe thông tin thì đương nhiên là cần phải nghe đa diện nhiều chiều, nhưng cần phải biết phân tích thông tin nữa. Đúng không anh em? Tôi không bỏ bộ mặt nào, nghiêm túc đi nào, quay trở lại vấn đề. Quay trở lại vấn đề là bây giờ những con đường của chúng ta thì bắt đầu xây dựng mạnh trên quy mô toàn cầu, cho nên là cái phần trăm thắng của chúng ta đã rất là lớn. Thời điểm này thì nó không còn rủi ro, nó đã tiến về mức bằng không rồi. Vâng, hello, xin chào anh em. Chị Phạm Miền bảo là quá chuẩn. Đây là phao. Đây là một câu mà Linh đọc được ở trong cái tờ lịch năm mới. Ngạn ngữ châu Phi. Không ai được sinh ra để vĩ đại. Người vĩ đại trở lên vĩ đại khi người khác vẫn còn đang say giấc. À, tại sao khi mà đi chia sẻ thì lại nhiều người người ta lại không đồng ý? Là bởi vì sao? Là người ta vẫn còn đang say giấc. Anh em ạ, còn chúng ta là những người đi trước. Chúng ta rất là may mắn là chúng ta được nhìn thấy được cái sự phát triển. Chúng ta nhìn thấy được tương lai. Thì Linh đã bảo rồi đúng không? Ông nào cầm đuốc ấy thì hãy soi cho những ông còn lại để ông đi cho nó tốt. Chị Ô Trang My bảo là đẳng cấp xuyên thời đại tập đoàn VST. Đúng, chính xác luôn chị. À, và đánh câu bảo gì? À, đây, anh Công bảo là anh được biết là ngày xưa lúc mới nghiên cứu ra đèn pin ở quê anh, có ông cụ muốn tắt đèn pin mà lấy mồm thổi đèn pin như thổi nến. Cả đêm đèn vẫn không tắt vì các cụ lần đầu tiên thấy đèn pin. Ôi dồi ôi. Thế ai là người hướng dẫn bật đèn pin cho cụ hả anh? Hướng dẫn cụ bật lên sao không hướng dẫn cụ tắt đi? Để cụ thổi như thế, thổi cả đêm sao đủ hơi thổi trời. Thế là bây giờ anh em rút kinh nghiệm nhé. Hướng dẫn cho một người mới một cái gì đó thì phải hướng dẫn người ta bật, hướng dẫn người ta tắt nhé. Cái người mà đáng trách là cái người bật đèn pin lên cho cụ. Vì sao? Vì đã không hướng dẫn cụ tắt đi. Đúng không? Đó. Thế là nên là người đáng trách là cái người mà đưa số cụ cái đèn pin đó. Anh ạ. À. Mời anh em uống nước. Chứ nó bỏ qua cái bình luận của anh Công. Bình luận quá hay. Anh em nhỉ? Đấy, thế thì anh em nhìn vào vấn đề thì anh em thấy thì anh em phân tích, bởi vì nhớ anh em thực ra là có đầu tư, có nắm giữ cổ phần nhưng mà vẫn cứ sợ ấy. Vẫn cứ sợ. Không biết là mình có đầu tư đúng hay không, mình cũng chỉ kỳ vọng để cho nó thắng. Thì thực ra lúc ban đầu thì em cũng thấy nó bình thường thôi. Lúc bắt đầu Linh thấy nó bình thường. Và Linh chỉ có một cái sự kỳ vọng là mình đầu tư, mình nắm giữ cổ phần tầm 500-1000 gì đấy. Thì Linh hy vọng là sau này Linh sẽ có được hưởng cổ tức, bởi vì cái việc mà mỗi công ty cổ phần ấy và người ta chi trả cổ tức hàng năm thì cái điều đấy là mình hiểu lâu rồi thì mình thấy ok. Mình chỉ là chưa có cơ hội để nắm giữ cổ phần của các công ty.
Mình không biết, bởi vì công ty, bởi vì ngày đó Linh không biết là làm, biết có sàn chứng khoán nhưng mà không biết làm thế nào để giao dịch được, không biết làm thế nào để mua, đại loại là đấy là những cái trên sàn nhá, những công ty mà người ta đã niêm yết lên sàn rồi, còn những công ty người ta chưa niêm yết lên sàn thì mình cũng không biết có cách nào để mà nắm giữ những cái tài sản của người ta, những cổ phần của người ta. Nhưng mình biết một điều là nếu là cổ đông và nắm giữ cổ phần thì là sẽ được chi trả cổ tức hàng năm, tức là dựa trên cái lợi nhuận công ty làm ăn có lãi thì sẽ được chi trả cổ tức hàng năm đó. Thì mình biết được cái điều đó, mình biết được điều đó, mình biết được điều đó thôi, và mong muốn thôi, và mong muốn. Mà như là trong cái quá trình đi học thì cũng có những bài toán liên quan đến cái việc tính phần trăm rồi là lợi nhuận các thứ mà. Thế là có làm. Thì đúng không? Khi mà chúng ta đi học thì chúng ta có những cái bài toán liên quan đến tính phần trăm hay là tính nọ tính kia ấy, thì cũng có nói đến cái việc cổ tức đó. Thì mình cũng, mình đi học thì mình phải hiểu chứ, đúng không? Thế Linh thấy nó rất là đơn giản, Linh thấy nó rất đơn giản luôn, vô cùng đơn giản đó. Thì bây giờ là may mắn là mình gặp được một tập đoàn, chào anh Chi Trường, mình may mắn mình gặp được một tập đoàn thì mình được sở đồng sở hữu, mình được là đồng sở hữu với công nghệ của người ta, thì mình thấy ok. Lúc đầu thì Linh chỉ thấy ok thôi, còn Linh cũng không hiểu kỹ được đâu, không hiểu kỹ được, nhưng mà càng về sau thì mình mới càng cảm thấy là à, mình rất là may mắn là mình được đồng hành cùng với vĩ nhân. Đây này, không ai được sinh ra để vĩ đại, người vĩ đại trở nên vĩ đại khi người khác vẫn còn đang say giấc. Khi mà ngài Zunicki, ngài nói đến công nghệ của ngài nhé, là những nhà khoa học cùng thời còn không, còn chưa hiểu cơ mà, còn không hiểu hết được là ông này ông ấy làm cái gì, công nghệ của ông ấy như thế nào đấy. Trong cái câu chuyện mà ngài Zunicki kể đấy, là tỉnh, có cái ông kia, ông bảo ủa cái lúc mà công nghệ nó thành hình ấy, ông bảo ủa công nghệ như này hả? Công nghệ là như này hả? Tôi tưởng là nó thế này nó thế kia, tại vì lúc đầu không có hình dung ra hết đó, kiến thức chuyên môn nó không 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 đủ mà. Thế thì giống như trong một lớp học thôi, có ông giỏi có ông chưa giỏi đúng không? Thế thì có như ông giỏi thì ông ấy nhìn thấu được cái vấn đề, ông phát minh ra nhiều thứ. Có những ông chưa giỏi thì ngay cả những cái cơ bản cái ông ấy cũng không nhìn thấu. Đó, nó như vậy nha bạn. Ngài chủ tịch của chúng ta, ngài Zuki vô cùng vĩ đại luôn. À chị Thùy Lương bảo là em trồng dưa bằng bột sinh học và phát triển tốt không á? Em có trồng dưa đâu, em trồng rau. Nhưng mà em trồng bằng cát, em trồng bằng cát và cái cát của em, với cả em cũng không phải là một chuyên gia về nông nghiệp. Cho nên là em nghĩ rằng là do cái sự chăm sóc không đầy đủ của em, cho nên cây của em nó cũng không phát triển được ok lắm. Vì cát nó là thiếu dinh dưỡng mà, cát xây dựng mà, nó thiếu dinh dưỡng vô cùng luôn. Đối với những cái cây ngắn ngày, chị Minh thì chị trồng cái cây đấy là cái cây gì đấy, không biết anh Phụng còn xem không, anh Phụng còn xem thì bình luận giúp em nha. Ừ, chị Minh, anh Phụng trồng cái cây cải gì được ăn rồi mà, chị ấy bảo là ăn cái mà dùng tế bào mùn ấy của mình ấy thì ăn nó đúng bản chất của rau hơn, nghĩa là ăn nó ngon hơn. Nó chị theo chị tả thì là nó sẽ hơn so với cái việc là không trồng bằng mùn. Còn cái cây của em thì nó, em nghĩ là nó là mấy cây mà nó dài ngày hơn, nó dài ngày hơn. Và trong cái tiềm thức của em thì em vẫn có một cái niềm tin bị hạn chế, đó là em là người mệnh kim và em không trồng được cây, bởi vì là
Kim khắc mộc đúng không? Chém cây đấy. Đấy. Thế thì em bị cái niềm tin giới hạn đấy, cho nên là những cây mà em trồng ấy thì em nghĩ là không, nó không lên. Nó không lên, cho nên là cây của em nó không lên luôn. Em là một người mà trồng cây xương rồng còn chết chị ạ. À, em không biết em trồng được cây gì. Em chỉ trồng mỗi cây tiền nó sống thôi. Em trồng mỗi cây tiền thôi. Cô này em trồng cây gì cũng chết à? Đó. Ngày xưa em đi cấy thì em trồng lúa thì em trồng cùng em chỉ biết cắm lúa xuống thôi, còn lại thì mọi người chăm sóc, cho nên là em không phải chăm sóc nhá. Em chỉ biết đi cấy và đi gặt thôi. Thì cái việc chăm sóc là phụ thuộc vào mọi người, cho nên là cây nó vẫn sống. Đấy. Còn việc chăm sóc mà phụ thuộc vào em thì cây nó chết chị ạ. Và em cũng rất xấu hổ khi mà nói về cái tài năng trồng cây và tài năng nấu ăn của em. Nhưng mà đây là sự thật. Em thì trồng mỗi cây tiền thôi, mỗi cây tiền là sống thôi. Những cây khác không sống được. À ừ, ngày xưa em trồng cây kim tiền mà. Em có trồng cây kim tiền ấy, bởi vì cái kim tiền nó sống nó dựa trên cái hy vọng của em. Nó sống dựa trên cái hy vọng của em, còn thực ra nó cũng gọi là sắp nghèo đến nơi rồi. Nhưng mà em lại mang cây kim tiền ra bên ngoài, thế là nó lại bắt được chút nắng và nó trở lên gọi là xanh tốt hơn. Đấy. Nếu cây vào tay em thì khó sống lắm. Ôi anh em hôm nay thấy thông tin nào? Thông tin ok đúng không? Anh chị đọc cười kia. Anh chị đọc khá ha đấy. Em trồng được cây tiền là ok rồi. Nói chung là cái việc kiếm tiền nó là cái việc dễ nhất trên đời. Anh em ạ, anh em cưới đi, anh em cứ đọc sách và tìm hiểu thông tin đi. Em thấy kiếm tiền nó chính là cái việc mà nó dễ nhất trên đời, nó còn dễ hơn cả trồng cây và nó dễ hơn nấu ăn. Nó dễ lắm. Tiền ở trong não này, thích rút ra bao nhiêu thì rút thôi. Thì nó dễ mà, bởi vì em có sẵn rồi. Trong não chúng ta có sẵn rồi, chỉ cần rút ra thôi. Cho nên em thấy cái việc kiếm tiền mới chính là cái việc mà dễ nhất trên đời, và đấy là cái việc mà em có thể làm được. Còn những cái việc khó khăn hơn, ví dụ như là nấu ăn hay trồng cây, đấy việc đấy khó lắm, em không làm được luôn. Trồng nó mỗi cái tiền, anh em nào thích trồng cái tiền thì đi cùng Linh nhé. Ok, hôm nay Linh chỉ nói chuyện đến đây thôi, và hẹn gặp lại anh em vào buổi tối thứ năm là ngày mấy rồi anh em? Thứ năm là ngày 28 đúng không? Ồ, ngày 28 không được đâu, bởi vì ngày 28 tối thứ năm là Linh bận rồi. Thế ngày 30 nhé. 30 thì làm buổi tất niên. Thì có thể là Linh, khi mà Linh về thì Linh sẽ live vào ngày 29 và ngày 30 nha anh em nhé. Linh sẽ live vào ngày 29 và ngày 30. Đó. Thì ok. Ok. Rồi, chúng ta sẽ thống nhất là như thế. Và đến ngày 30 thì Linh sẽ mở Zoom để anh em được vào Zoom nhé. Anh em được vào Zoom cùng với Linh. Anh em chuẩn bị rượu mừng uống Tết. Đồ ăn thức uống cái gì cũng được. Bánh kẹo thì thà cái gì cũng được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chương trình mà chúng ta đồng loạt kích gói mùng 1 đấy. Anh em nhớ chưa? Anh em nhớ chương trình ấy chưa? Nhớ nha. Để ủng hộ ngài Juriki nha. Ông ấy đã vì chúng ta rồi. Ông ấy là quý nhân của chúng ta. Là quý nhân đến giúp đỡ chúng ta trong cuộc đời chúng ta rồi. Hãy dành một sự tri ân cho những quý nhân đến trong cuộc đời chúng ta nhé. Ok. Xin chào anh em.